Xin chào mọi người. Tiếp tục là lên một phôi giấy rừng. Đây là phôi giống, này là bonsai mới nha. Một loại bonsai mới. Nhưng mà dòng này thì cũng có bông có trái. Cây to cũng tầm 9-10 dưới chai keo, ngay chỗ cái cổ này nè, 9-10. Còn ngay chỗ cái lũa thì to hơn chai keo nha, to hơn chai keo nhiều. Đây, tiến gần cho mọi người xem. Hiếu mới xử lý lũa của nó đó. Cây này dáng đổ bay nha, đổ xuống bay ra. Mọi người về muốn chơi đổ ngặt xuống cũng được, tại vì nó có cái co này mà, ngặt xuống cũng được, mà muốn chơi đổ bay cũng được. Rồi, Thanh Kiều, mọi người đã xem bài và ủng hộ.